Lượng khách đổ về các tỉnh thành lớn và các địa điểm du lịch tăng vọt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Trong đó, Đà Lạt, Phan Thiết là những điểm hút khách nhiều nhất. Ngày 23 tháng 2, ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Ất Mùi, lượng khách tại các khu du lịch Đà Lạt vẫn tấp nập. Khách đến vườn hoa Đà Lạt chỉ trong ngày 23 đã cao gấp 6 lần so với ngày thường. Các điểm tham quan khác như thung lũng Tình Yêu, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương, mật độ khách tham quan cũng dày đặc, thậm chí quá tải. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong dịp Tết có trên 220.000 lượt khách đến Đà Lạt. Trong khi đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết có khoảng 80.000 lượt khách đến Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Ghi trong giai đoạn từ 27 đến mùng 5 Tết. Thành phố Hồ Chí Minh vốn rất vắng vẻ vào dịp Tết do người dân trở về quê đoàn tụ gia đình, thì năm nay, thống kê sơ bộ của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đón tiếp 58.000 lượt khách trong dịp Tết Ất Mùi, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ hút du khách trong nước, lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết này cũng tăng mạnh so với năm ngoái, chủ yếu là khách đến từ Nga, Nhật, Pháp, Mỹ, Trung Quốc qua đường hàng không và tàu biển. Cụ thể, Sài Gòn Tourist tổ chức cho 7 đoàn khách Trung Quốc đến Nha Trang bằng hình thức thuê bao chuyến bay. Lượng khách nước ngoài đến Đà Nẵng chiếm khoảng 66.000 người trong tổng số gần 200.000 du khách.